Alo, vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu chung kết các cầu thủ phía team Thái Bình. Đây là màn hình máy game thủ màu 4 dường như là Gunny. Và đây là màn hình máy game thủ Lady Gaga Iyamoto. Tom Cruise cầm Yamamoto, Gunny, Persian, Việt lớp là người cầm Greg. Và trận thi đấu này ai sẽ là người chắc nhà? Bên phía đội bạn cũng có một Per, một Greg, nhưng có một Hitty game thủ Mèo Mèo và chơi Son của game thủ BB. Vâng, chém bên đội bạn thì có một Greg, một chơi Son không quá tuyệt. Nhưng bên mình thì lại có một Greg và một Ia. Nhưng liệu rằng Ia có thể cân được hit hay không, đấy là điều quan trọng. Và đây là Greg đến từ game thủ Việt lớp. Việt lớp đang có hai voi khá gần nhà. Trận thi đấu này vẫn chưa biết đâu một lần. Nếu mà bản đồ nhiều chém như này thì bên phía đội bạn vẫn là người có lợi thế hơn, khi mà có một choi Son. Choi Son có thể công phù bất cứ một nhà nào. Và trong khi đấy, nếu mà các cầu thủ phía team Thái Bình thủ phù thì bên phía team Skyred luôn sẵn sàng có những con cung R của Hitty đi để có thể cắn rỉa những con phù thủy. Và đấy là một điều cực kỳ bất lợi. Trận thi đấu này cần phải ôm chết nhà Hitty, và nhà Hitty đầu cánh, đấy là điều lợi thế. Nhưng đầu cánh của ai? Đầu cánh của Tom và game thủ Gunny thì tôi nghĩ là tuyệt vời hơn. Còn cánh bên kia, nhiều khả năng là VN Lớp sẽ là người dâng lờ ra để cho game thủ Dũng Con chắc nhà. Bài Tom là một bài rất đẹp. Chúng ta có thể thấy một bài cầm Iyamoto, một voi về nhà và một quả phụ rất gần quả chính. Trận thi đấu này là một trận thi đấu mà nhiều khả năng Tom sẽ ép với cái bài 23 dân. Khi mà gỗ đầu không phải là quá xa, 23 dân anh vẫn kích ở tầm 10-20, chuyện bình thường. Kia rồi, thêm một bãi quả phụ nữa dành cho Togroy, ngôi sao điện ảnh ngày hôm nay anh đang lên truyền hình với những cái bài quá đẹp. Vâng, Per, Greg, Hit và chơi Son. Điểm nhấn trận đấu này đó là Hitty của cầu thủ Mèo Mèo. Một chiếc BS thiết kế ở cánh rừng thông phía dưới, rất tinh tế và hợp lý. Vâng, thiết kế ở cánh rừng thông phía dưới này thì Togroy anh sẽ đỡ bị những con cung R Hit đứng sau rừng và bắn vào. Bởi vì nếu mà có luồn ra được đến cái cánh rừng thông phía dưới này thì kiểu gì cũng sẽ phải gặp sự cản trở đến từ những con chém của Yamamoto. Chính vì thế mà Togroy anh vẫn đang thể hiện được sự tinh tế của mình. Anh vẫn chưa ăn bãi quả gần trước, bởi vì bãi quả gần thì tí nữa anh sẽ cho nông dân ở bãi quả chính ra ăn thì sẽ thuận lợi hơn. Đến với màn hình máy game thủ Gunny thì sao? Anh cũng đang có một năm voi về nhà, nhưng năm hiêu về nhà hơi muộn. Một cái bài năm hiêu về nhà hơi muộn như này thì có lẽ là game thủ Hưng Nhổn anh vẫn sẽ ép với bài 25 dân, không 22 dân. Thế như vậy là game thủ Hưng Nhổn là không, anh ăn gần hết thịt 5 con hiêu rồi và anh đang cắt dân đi đâu đó thôi. Lại một bãi quả cho game thủ Hưng Nhổn, liệu rằng anh có ăn? Như vậy là Hưng Nhổn anh quyết tâm ăn một bãi quả 5 cây chứ không đi dò thêm bầy hiêu cũng như con voi gì nữa. Tôi nghĩ như vậy là hợp lý hơn thôi. Màn hình máy ở game thủ Tiểu Bạch Long thì sao? Gunny đang dâng lờ rồi. Tiểu Bạch Long 23 dân, như vậy Tiểu Bạch Long không đánh cung. Thế như vậy thì nhiều khả năng còn mỗi Việt Lớp là người chắc nhà. Việt Lớp là người 25 dân, 26 dân. Việt Lớp đã thiết kế chiếc BS thứ hai và bây giờ thì anh đang cực cầu hốc. Sẽ chuẩn bị đóng chiếc BB và BM cơ cầu hốc, không một bài rất đẹp để đến từ game thủ VN Lớp. Đây là một bài hốc cực kỳ đẹp, cực tươi. Và đây là màn hình máy của Tom Cruise, 23/24. Tom Cruise đang lùa những con hiêu ở trong bãi hiêu đầu về nhà chính nhà mình. Và đây là một bài mà có thể chắc nhà được. Và Iyamoto chắc nhà là một điều tôi cực thích. Số lượng chém, điều kiện xin chém là rất rẻ. Lượng thực lượng vàng xin chém là rất rẻ. Hơn thế nữa là cái việc nông dân phát triển trâu, nó sẽ tạo điều kiện rất lớn để cho game thủ Togroy thi đấu ở trong trận đấu này. Vẫn đang hơi thiếu gỗ một chút. Và bây giờ thì anh sẽ đóng BL trên này, rất hợp lý. Màn hình máy game thủ Tiểu Bạch Long 1, 2, 3, 4, 5 con voi thì phải, nếu tôi không nhầm. Cuối 9 với một cái bài cầm Yamamoto. Dũng Con đang thực sự hồi xuân ở trong ngày hôm nay. Vâng, 4 con voi. Vâng, sát nhà game thủ Dũng Con là nhà màu 5. Màu 5 là Yugi gầy cầm Persian thì phải. Nếu tôi không nhầm thì là Persian. Và đến với màn hình máy ở game thủ Việt Lớp, cơ cấu chưa? 26 dân. Đây là màn hình máy ở game thủ Tom. Tom đã bắt đầu chạy giò và cả game thủ Dũng Con bắt đầu chạy giò. Như vậy đến với xem ai, đến với Tom đi. Để xem Tom đầu cánh có phải Hitty không, và dường như là Hitty đây rồi. Hitty đầu cánh của Tom. Chúng ta hãy cùng chờ đợi Hitty đầu cánh của Tom. Và đây là màn hình máy game thủ Gunny. Vâng, Gunny đang chọc trong cánh rồi. Trong cánh là nhà game thủ BB. Vâng, Hitty, màn hình máy của Tom. Đúng rồi, hit tầm 11 rưỡi mình kích. Khi mà bây giờ tầm 11 phút 30 anh mới thiết kế xong chiếc nhà BA. Hoàng Mai Nhi bây giờ anh đang ngồi sau Tom cũng như Gunny. Anh vẫn đang có những chiến thuật cực kỳ chuẩn. Vâng, anh đang ngồi sau cả 4 máy. Chính vì thế là việc quan sát bản đồ qua cục diện trận đấu là cái điều mà Hoàng Mai Nhi luôn biết cách phải làm gì. Vâng, Hoàng Mai Nhi anh vẫn luôn là một người đưa ra những chiến thuật cực kỳ hay và cực kỳ sáng suốt. Và Togroy anh vừa kích chém 4 rồi, nâng bánh xe rất tuyệt vời. Không biết vừa rồi có phải... Vâng, Tom đang chuẩn bị đi vào nhà game thủ Mèo Mèo. Màn hình máy game thủ Gunny. Gunny đi vào chưa? Không, Gunny đang chém màu 8. Ngựa giò Gunny vẫn đang trong nhà màu 8. Và bây giờ thì hai lạc đà đầu tiên của game thủ Gunny cũng đang trong nhà màu 8 nốt rồi. Gunny không chạy ngựa giò vào nhà game thủ màu 7 Mèo Mèo. Và bây giờ đến màn hình máy của Tom. Tom đang có những con chém 4 của Iyamoto. Và đây là nhà màu 8. Đây là hai nông dân đi dâng lờ của game thủ màu 8 BB. Vâng, BB đang có hai con nông dân đi dâng lờ. Và nhiều khả năng nhà của Tom sẽ bị công phù. Vâng, nhiều khả năng nếu mà không cẩn thận Tom sẽ bị công phù. Và sẽ rất khó khăn với một cái bài công phù như vậy đối với Iyamoto. Công phù cho Iyamoto giảm lực và Iyamoto sẽ không có điều kiện để có thể chơi chết được Hitty cái thủ Mèo Mèo. Tom bây giờ anh đang chém đi ở bãi gỗ. Bây giờ thì vẩy e bên trong không vẩy được e bên trong. Tom vẫn đang mê mẩn ở bãi gỗ rồi thôi. Anh dường như là vẫn chưa nhìn thấy bãi hoang đến từ cái thủ Mèo Mèo. Mèo Mèo không biết anh xóa ruộng ở đâu. Màn hình máy cái thủ Gunny. Gunny đang chơi chết từ nhà màu 8 rồi thì phải. Và bây giờ anh đang sang tiếp nhà màu 6. Màu 6 là người cầm Greg. Greg của game thủ He He. Thế còn một nhà cầm bà Per thì sao? Màn hình máy Tiểu Bạch Long. Persian đang gặp phải một Tiểu Bạch Long đang khá cứng. Chúng ta có thể thấy Dũng Con anh vẫn đang có ruộng mà có phù thủy ở nhà. Và đây một bài mà như vậy thì đây là một bài mà Iyamoto có thể chơi chết Per của game thủ Dũng Con. Anh vẫn đang hồi xuân một cách rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy dấu con phù thủy lên trên dốc đứng sát ở mép rừng. Đúng rồi, Dũng Con anh đang quá chuẩn bài, cực kỳ tinh tế. Và đây màn hình máy game thủ Togroy. Anh vẫn đang đi quá gắt vào nhà của Hitty. Vâng, Hitty đang chạy những bãi gỗ đối với Tom. Và bây giờ có lọt vào không? Vâng, chém chặn đầu luôn. Ba con nông dân này rất khó thoát và Tom còn đang vẩy e. Vâng, Tom đang hoàn thiện kỹ năng của e mình quá tốt ở trong năm mới, trong năm 2014. Đây màn hình máy Tiểu Bạch Long. Vâng, đây là Persian đến từ game thủ Gunny. Gunny đang chém quá bay. Chúng ta có thể thấy một mình anh đang cân hai nhà trong cánh. Vâng, một nhà. Vâng, nông dân màu 5 cũng đã chết. Màu 8 dường như cũng đã phế. Bây giờ còn màu 6 thôi. Và đây màn hình máy Việt lớp đang có một cái tham 46/56. Một cái tham quá to dành cho anh. Ra ngoài. Vâng, đóng một cái bên ruộng, đóng một cái ruộng. Và chuẩn bị thêm một cái y nữa. Anh đang cơ cấu e ở ngoài. Đây màn hình máy ở game thủ Togroy. Đây là Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long anh đang thủ nhà rất dẻo với một cái bài Iyamoto không quá khủng. Và bây giờ thì anh vẫn đang thực hiện được độ phũ của mình. Còn bên kia còn mỗi Greg đánh chắc nhà thôi, còn không có cái gì nữa. Có một con chém bị sắt trong nhà L. Và đây màn hình máy game thủ Togroy. 39/32 dường như anh đã bị y đâm à? Tại sao lại tham như này? Không, tôi nghĩ là do vừa DNA rồi thôi. Đúng rồi, Tom vẫn đang giữ dân một cách quá tốt. Từ đầu đến giờ Tom vẫn chưa chết con nông dân nào, nếu như tôi không nhầm. Bây giờ thì Tom đang còn chém cả e của game thủ Mèo Mèo. Mèo Mèo đã không thể ra được khỏi nhà với game thủ Togroy. Togroy đang thi đấu quá tốt trong trận đấu này với một bài cầm Yamamoto. Bây giờ đã có sự góp mặt của game thủ Gunny. Và chuẩn bị sẽ là một turn open tập thể vào nhà game thủ Mèo Mèo. Sút thôi, nhưng chủ yếu là sút vào đâu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Chém cả BA. Togroy đang quá hổ báo. Chúng ta có thể thấy. Đừng đùa với Tom. Bây giờ thì có lẽ là vẫn có thể chém xuyên được qua cái nhà BA này. Và Tom đang thể hiện độ bá của mình với một cái bài cầm Iyamoto quá trâu. Vâng, nhà của Tom bây giờ mất cũng không sao cả, khi mà nhà VN Lớp đang chuẩn bị nhảy 4 gần đến nơi rồi. Tom vẫn đỡ tốt tên này, khi mà đây là những con chém Iyamoto chém 4 chúng ta có thể thấy. Vâng, anh công cũng hay mà anh thủ cũng cực kỳ toàn diện. Không thể tin nổi. Một tên đấy là cùng đời Hitty, nhưng tại sao mà Tom vẫn có thể thủ được nhà. Và bây giờ lại những con chém màu 8 nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một tân bung của game thủ Togroy. Vâng, đơ rồi. Rất may Tom đã có những pha vẩy e cực kỳ hay. Bây giờ thì nông dân của Hitty đang chết gần hết. Vâng, Tom vẫn thủ tươi khi mà cả cung rờ Hitty và cả những con chém Son công vào. Anh đang có một trận cầm Iyamoto quá chuẩn mực. Bây giờ thì nhà Hitty đã bung. Bên kia còn mỗi nhà màu 6 thôi. và sẽ chuẩn bị là những turn ốp tất tay của nhà màu 6 hoặc là để cho Việt lớp lên 4. Vâng, một turn bị dắt của game thủ Mèo Mèo. Việt lớp 6 65 67 988. Dũng con thì sao? Thôi như vậy thôi, để Dũng con kích 4 hay hơn khi mà timeline của game thủ Tiểu Minh Long vẫn đang còn là khá to và anh đang nâng cấp được chặt gỗ đi rồi. Tom Cruise cũng đang có một tham to. Và trận đấu này để Iyamoto tràn hot là hay hơn. Tôi cứ tưởng là Dũng con anh thi đấu với Persian sau một hồi thì Dũng con sẽ nằm. Nhưng không phải. Dũng con thi đấu với Persian sau một hồi thì anh lại còn to hơn. Không thể tin nổi. Số lượng chém nhà game thủ Tom Cruise bây giờ còn quá nhiều và Tom Cruise không phải lên 4 gì cả. Anh cứ cầm chém đi quản nhà Hitty thôi, thế là xong. Cục diện trận đấu đã được định đoạt. Và đây là màn hình máy game thủ Tiểu Bạch Long đã đóng A rồi. Vâng, Hitty bây giờ có vài con cung R này thì không ăn nhầm gì với game thủ Dũng con. Persian đang công phù ngược lại vào nhà của Yamamoto và cần có những con Y cũng như cần có những con Y đến từ game thủ Việt lớp sang để thủ nhà trong turn này. Nếu không Dũng con mất nhà sẽ là một điều cực kỳ đáng tiếc. Vâng, không hiểu sao số lượng Y màu 6, một bài đánh Y thủ nhưng màu 6 đang có khá ít Y đứng tại nhà, khá ít Y công ở nhà cầu thủ Dũng con. Dũng con đang được quá nhiều lực, chúng ta có thể thấy. Vâng, số lượng Y của Việt lớp thì đang cực kỳ đông. Màn hình máy cầu thủ Togroy. Đây rồi, phù thủy, chúng ta có thể thấy một bài choi Son công phù nhưng bây giờ là quá muộn rồi choi Son ơi. BB ơi, bây giờ thì đã không kịp nữa rồi. Khi Dũng con đã gần lên 4 xong và Togroy một số lượng chém quá đông. Thì thực sự là không thể cưỡng lại được Tom ở thời điểm này nữa. Không ai có thể cưỡng lại được Tom nữa rồi. Khi mà chỗ này nó phải tầm đến 20 con chém thì phù thủy tôi nghĩ là không có tay để vẩy phù luôn. Và đây màn hình máy game thủ Gunny vẫn đang có một kích chém quá to. Timeline màu 3 đang cực chất. Màn hình máy game thủ Việt lớp timeline anh đang là 75. Màn hình máy game thủ Dũng con đã lên 4 xong. Bây giờ thì anh chỉ có ăn và chỉ có ngồi há mồm ra chờ đồ bơm đồng đội và sóc thôi, không phải làm cái gì hết. Cùng lắm thì có chỉ là tí vàng, bởi vì Việt lớp bây giờ cũng đang rất khỏe. Tom bây giờ cũng đang như một con trâu. 49/80 là tham lai đến từ game thủ Togroy. Vâng, chúng ta có thể thấy phong cách cơ cấu nhà các game thủ top 1. Bất cứ một con cung nào chạy qua Tom cũng đều biết. Quá phũ phàng. Dường như Togroy anh vẫn chưa nâng cấp chặt gỗ 1 để có thể phát triển cho nó to hơn, bơm đồ xuống con cho khỏe hơn. Tôi nghĩ rằng Tom anh cần nâng cấp một cái chặt gỗ để có thể có nhiều gỗ hơn, xóa ruộng và bơm đồ Dũng con. Đây là màn hình máy ở game thủ Dũng con. Anh bắt đầu đẩy quân và nhà màu 6. Còn mỗi nhà màu 6 chính vì thế mà chả phải đẩy nhà ai khác ngoài nhà màu 6 cả. Những con chém sẽ là những con chém cản đường, những con kỳ đà cản mũi, còn những con C đứng sau bắn chùa. Đơn giản như vậy thôi. C đã có lửa thì như vậy là nhà của Greg không cưỡng lại được nữa rồi. Mặc dù Greg đã lên 4 nhưng bây giờ thì làm gì có cửa để cho Greg có thể thủ được khi mà số lượng Y đứng tại nhà của mình đã hết. Một trận thi đấu quá hay đến từ cả 4 người bên phía team Thái Bình. Không có cửa bật cho các cầu thủ phía team Skyred khi mà Iyamoto của Dũng con còn đang chơi chết pơ của cầu thủ Yugi. Một cái bài Yugi cầm pơ không thể lên được đời. Không lên được đời sớm. Dũng con có một bài kích đời cuối 9, có lẽ Yugi phải tầm cuối 10. Trong khi đấy thì Tom Cruise cũng như là game thủ Gunny đã thông tươi cánh bên kia. Một mình Tom Cruise đã ôm chết nhà Hitty. Một cái bài cầm Iyamoto quá mẫu mực. Gunny dâng lờ cực chất. Một cái bài dâng lờ cầm pơ dâng quá cao. Anh đã khiến cho nhà BB không kịp trở tay. Một cái bài BB dâng lờ có thể chém bán máu cho Hitty nhưng anh đã bị... Nhưng anh đã gặp phải một Gunny lên đời quá sớm và quá rát. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ tư ở trong set đấu đầu tiên. Và tỷ số bây giờ đang là 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía team Skyred. Nhà của màu 8 còn quá giàu, còn nguyên bãi quả. Nhưng dường như màu 8 anh lại hơi lỗi thì phải. Yes.